Tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Anh trai bịt mắt bước qua hố, hề, dẹt, làm cái nữa nè, úi rồi dễ luôn. Xong ngựa ngựa đổi chân tạo nét đó thì. Ông rớt giò xuống hố, cắm mặt chống tay nhảy hip hop nữa chứ. Bớt tạo nét, con ngại tét não nghe hông. Tiếp theo, chị đẹp đứng dậy đi về và cái kết. Bà tán mặt vô gương dội ra, trai đỡ không kịp. Hai ông bà nhìn nhau cười trừ, thôi nhục quá về lẹ đi má ơi. Còn đây, thanh niên sợ ướt giày chống sào phi qua mương thì bất ngờ. Ông tiếp bờ bằng mông dội ra rớt nước. Rồi ướt giày không chịu, chỉ ướt cái quần cho nó mát hen. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.